Tôi chào mọi người nha. Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chị em cách sấy tóc. Sấy tóc thành xoăn lơi nhẹ nhàng nhá. Đấy, tóc bây giờ là tóc đang gội đầu mới xong này. Đấy nha. Đầu tiên mình sẽ chia tóc này. Chia tóc làm đôi nhá. À, xoăn ra.
lơi nhá. Từ một mái tóc không không có nếp xoăn nhá, mà mình có thể xảy được như thế này này.